Chào mừng các bạn đã đến với Asian A. Mình là Alice, là người sẽ đồng hành cùng với các bạn trên con đường khám phá NFT game Marine và crypto nói chung. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Alice khám phá tựa game đầu tiên trong series review game nha. Đó chính là Elvis Battle. Ok, và trước khi bước vào review con Elvis game này thì Alice hy vọng là mọi người có thể dành ra một phút để có thể click vào các đường link bên dưới phần description. Đây là những kênh social của Asian A. Thì các bạn tham gia và các bạn có thể thoải mái trò chuyện, bàn luận hoặc là trao đổi kinh nghiệm với nhau về những cách chơi NFT game hoặc là những thông tin về NFT game. Và qua đó các bạn cũng có thể nắm bắt được những thông tin mới nhất đến từ Asian A cũng như là về những cái scholarship mà tụi mình đang có. Còn bây giờ thì hãy cùng mình khám phá Elvis game thôi. Let's go. Ok, vậy thì Elvis Battle là game gì? Elvis Battle là trò chơi chiến thuật theo lượt được xây dựng trên Binance Smart Chain và được phát triển bởi Zigo, là một game studio top đầu của khu vực Đông Nam Á luôn. Đây là website của Elvis Battle ha, elvis.game. Các bạn có thể vào đây để mà xem thêm thông tin chính thức của Elvis nha. Đây là một game nhặt vai dựa trên tạo hình nhân vật NFT. Elvis sẽ mang đến cho người chơi một cái thế giới rất là huyền ảo. Và cốt truyện chính của Elvis Battle là 8 hành tinh xoay quanh nhau. Mỗi hành tinh sẽ có những nhân vật đa dạng về khả năng chiến đấu, đó như các bạn đã thấy trong đây ha. Đây là một dạng game là play to earn, nên là các bạn có thể kiếm thêm xiền khi mà tham gia. Và có rất là nhiều cách để earn trong Elvis, như là battle là chiến đấu nè, mining nè, staking nè, range hoặc là training. Elvis Battle sẽ có hai loại token chính, đó là EBA và MEG. Thì EBA là token dùng cho quyền quản trị và huấn luyện nhân vật. Các bạn có thể earn EBA bằng cách là staking hoặc là mua trên các sàn giao dịch, thì mình sẽ update sau ha. Còn MEG là token với mức supply là unlimited, tức là không có giới hạn. Thì token này sẽ dùng làm phần thưởng cho người chơi trong game nè, huấn luyện nhân vật hoặc là nâng cấp các trang thiết bị. Và dự án Elvis Battle này đã IDO trên hai nền tảng là Poolset và Crystal ICO vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 với mức giá mình nhớ là 0.03 BUSD. Và cho đến hiện tại vào lúc này mình quay video là ngày 27 tháng 11 năm 2021 thì nó đã có giá là 0.41, tức là nó đã nhân lên khoảng đâu đó 14 lần rồi đúng không? Còn ATH của EBA là 0.71, tức là nó cũng đã từng nhân lên khoảng 24 lần rồi. Ok, và game Elvis này sẽ gồm khá là nhiều nhân vật ha. Nó sẽ có nhiều NFT khác nhau và mỗi NFT sẽ đảm nhận một cái vai trò chiến đấu về khả năng phòng vệ hoặc là tấn công khác nhau. Và các nhân vật sẽ gồm có là Human là con người nè. Tiếp theo sẽ là Elf là yêu tinh. Tiếp theo là Naga là kiểu một cái chủng tộc nửa người nửa rắn ha. Orc là chủng tộc có thân hình kiểu cao to mạnh mẽ. Tiếp theo là Angel là thiên thần. Hình như là đây là chủng tộc có dân số ít nhất thì phải. Và cuối cùng là Dwarf là quỷ lùn ha. Và có một điều khá là thú vị, đó là trong Elvis sẽ có rất là nhiều map như là các bạn thấy ha. Và mỗi một cái map nó sẽ có những cái đặc tính môi trường riêng biệt. Và đó cũng là một cái yếu tố chính ảnh hưởng đến cái nhân vật NFT, chứ không phải là chỉ để làm cảnh cho vui. Và vì thế là các bạn hãy lựa chọn những chiến binh sao cho phù hợp với khi thi đấu nha. Và đợt mở bán Genesis NFT Hero duy nhất đã diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 với giá là 0.16 BNB cho một hero. Và bạn mua về thì mở ra ngẫu nhiên sẽ được nhận một nhân vật rất kỳ, có thể là common, có thể là rare, nói chung là tùy thuộc vào nhân phẩm của bạn như thế nào. Và game thì chỉ cần có một hero là có thể chơi game được rồi, nhưng mà nhà phát hành recommend là bạn nên có khoảng 4 heroes để có thể kích hoạt được chỉ số của toàn đội. Và tính ra thì vốn ban đầu mà bạn bỏ ra để chơi game là khoảng 0.64 BNB cho một team, tức là khoảng 400 đô, thì nó cũng khá là ok so với AC đúng không? Chi tiết về gameplay cũng như là đặc tính của từng NFT hay là heroes này như thế nào thì mình sẽ update trong cái video trải nghiệm bản beta sau ha. Còn những tính năng cơ bản của game á thì chúng ta sẽ có là, thứ nhất là chiến đấu trong Dungeon Mode. Tức là Dungeon Mode là một cái chế độ phiêu lưu, đó là người chơi chinh phục các hang động để mà tích lũy kinh nghiệm cũng như là thu thập các phần thưởng. Và thế giới của Elvis sẽ được chia nhỏ thành 7 cái bản đồ tương đương với lại 7 cái lục địa để khám phá. Rồi trong mỗi cái bản đồ đó sẽ chia thành các màn chơi khác nhau nữa để mà người chơi có thể chiến đấu chống lại kẻ thù dạng đấu như là kiểu PvE đó. Và chiến đấu cái màn chơi đó, bạn chiến đấu thắng thì sẽ được phần thưởng và có thể chuyển sang cái cảnh tiếp theo. Cái thứ hai đó là Recruitment. Recruitment này là cái tính năng người chơi có thể kết nạp thêm các nhân vật NFT bằng cách là sử dụng nhân vật có sẵn của bạn. Nó giống như là Breeding ở bên AC vậy đó. Thì người chơi bắt buộc là phải có EBA và MEG, tức là hai cái loại token lúc nãy mình nói đó, và có ít nhất là hai nhân vật NFT để mà chiêu mộ nhân vật mới.
thì mỗi nhân vật có thể dùng để huấn luyện tối đa là 7 lần. Giống như bên AC thì bạn chỉ có thể breeding tối đa là 7 lần thôi, và thời gian huấn luyện là 48 giờ. Và trong cái giai đoạn này thì người chơi không thể sử dụng hai nhân vật này cho các hoạt động khác được. Thứ ba là Marketplace. Thì Marketplace là một cái tính năng cho phép người chơi có thể giao dịch nè, mua hoặc là trao đổi các tài sản trong game của họ, những cái NFT trong game ha. Và họ đã có cái Marketplace rồi ha. Đây là cái Marketplace của họ nè. Đó, như các bạn có thể thấy đây là cái Marketplace. Ok. Và tiếp theo đó là cái chế độ là Scholarship. Scholarship là một cái chức năng mà người dùng có thể chia sẻ quyền truy cập và sử dụng tài sản trong trò chơi của họ với lại những cái người chơi khác. Thì người chơi được, cái người chơi mà được chia sẻ thì có thể chơi và sử dụng vật phẩm, nhưng mà không thể thực hiện bất kỳ cái giao dịch nào có trên chuỗi hết. Cũng khá là an toàn ha. Và cuối cùng đó là cái tính năng là Upgrade System, tức là nâng cấp trang thiết bị ha. Thì người chơi có thể nâng cấp các NFT của mình lên cho nó khỏe, ví dụ là mặc thêm giáp, mặc thêm khiên, lấy thêm kiếm các thứ. Và đó thì bằng cái cách là luyện tập và training nhân vật. Thì cơ chế này cũng là một cách để mà giúp đốt bớt đi cái lượng token MEG. Cũng khá là hay ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái roadmap của Elbis Battle. Thì đây là lộ trình phát triển của Elbis. Đây, các bạn có thể thấy ha. Thì những mục nào mà họ đã làm á, thì nó sẽ có cái dấu tích V lên á. Và theo cái roadmap này mình thấy á, thì là khoảng cuối tháng 11 này là họ sẽ cho ra cái bản beta trên web. Hôm nay là ngày 27 rồi, tức là chắc cũng sắp có rồi đó. Chắc lúc mà mình ra cái clip này chắc là nó đã có để các bạn chơi rồi. Và vào quý 1 năm 2022 thì nó sẽ cho ra mắt phiên bản trên mobile luôn. Thì không biết là họ có đi đúng được theo cái lộ trình này hay không. Hy vọng là đúng được để tụi mình có thể trải nghiệm game trên cả điện thoại, trên mobile ha. Và giới thiệu về đội ngũ của Elbis Battle. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là, để mình bấm qua bên này cho các bạn xem nha. Đó, thì đội ngũ của Elbis Battle sẽ bao gồm có anh Quang Nguyễn, anh Thắng Nguyễn, anh Tiến Trung, chị Quỳnh Bùi và anh Hoàng Ngô. Và nhà đầu tư thì các bạn có thể thấy ở đây là có những cái nhà đầu tư khá là, cũng khá là lớn và uy tín, như là Hashes, Kairos Ventures nè, Coin98 Ventures. Cũng khá là ok đúng không mọi người? Trên đây là tất cả những thông tin về Elbis Game mà Alice đã cập nhật cũng như là thu thập được để mang đến cho tất cả các bạn những cái nhìn tổng quát nhất, bao quát nhất về game. Và lưu ý, đây không phải là một lời khuyên đầu tư, cho nên là tất cả mọi quyết định là đều nằm ở bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn muốn tụi mình review thêm con game nào nữa thì hãy cứ thoải mái comment bên dưới nha. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy cho tụi mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho Asian Aim nha. Và cũng đừng quên là nhấn cái chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất, video mới nhất đến từ Asian Aim nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.